Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói là ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh các chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình ở đăng tin tìm vợ. Ở trong số đó rất nhiều hiện nay là rất nhiều người về đây tìm con, có rất nhiều bé trai bé gái, thậm chí là các con rất lớn tuổi, thậm chí hai mấy 30 tuổi nhưng vẫn bỏ nhà đi, mà thậm chí hiện nay bị dụ dỗ bị bán sang nước ngoài. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đã ghi nhận và đã phải nói là giúp rất nhiều, đưa về rất nhiều, nhưng mà hiện nay còn rất nhiều trường hợp hiện nay chưa có cơ hội được trở về. Nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận một thông tin hai cha con ở một nơi rất xa để về đây, mong muốn là nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Câu chuyện là tìm vợ nhưng mà rất đặc biệt vì lý do là chồng tin quá tin tưởng vợ. Đó, rất nhiều câu chuyện trong thời gian qua tin bạn thì mất vợ. Đó, mà đây thì cũng là chỉ vì tin bạn mà cũng là tin vợ, đến giờ phút này là mất luôn thì mới tỉnh ra. Dạ câu chuyện nào, kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Chào. Anh có thể anh giới thiệu anh tên gì? Danh Tý. Danh Tý hả? Dạ. Anh là quê ở đâu? Quê ở ấp Bình Kỳ, xã Duyên Hải, tỉnh Sóc Trăng. Mình là người Khmer hả? Dạ. Anh nhiêu tuổi rồi? Anh Tý nhiêu tuổi rồi? 48. 48 hả? Dạ. Hiện nay anh đang sống ở đâu? Ở tại Đức Hòa, Long An. Ồ, xa vậy hả? Dạ. Rồi hôm nay anh đi về đây cùng với ai đây? Với con rể. Con rể hả? Dạ. Rồi gọi là hai cha con đúng không? Dạ dạ. Tìm ai? Tìm vợ là Võ Thị Kiều Ly. Anh thấp hình như một xíu. Vợ Võ Thị Kiều Ly hả? Dạ, sinh năm 84. 84. Dạ. Anh sinh năm 76 hả? 70, sinh năm 79. Ý 78. 78 hả? Dạ. Từ ngựa hả? Vợ 84. Dạ. Hai vợ chồng mình là có đăng ký kết hôn không? Có. Vợ anh người Kinh hả? Dạ, vợ người Kinh. Vợ anh quê ở đâu? Cũng gần đó luôn. Cùng quê gần nhà. Cùng ấp luôn. Cùng ấp luôn. Dạ. Trước đây mình quen nhau, mình có cưới không? Có, lúc trước đám cưới đàng hoàng. Anh được mấy người con rồi? Hai đứa. Đứa con gái lớn Danh Thị Như Gái, còn đứa nhỏ đi học dưới quê là Danh Như Quỳnh. Được hai người con gái. Người con gái chắc lấy là con trai, lấy là người con rể đây hả? Dạ. Là bé nhiêu tuổi là mà lấy chồng sớm như vậy? 20. 20 hả? 20 lấy chồng rồi. Rồi anh cho hỏi là hôm nay hai cha con về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm vợ. Dạ. Anh cho biết là vợ của anh bỏ nhà đi hoặc mất tích lâu chưa? Bỏ đi từ hôm thứ bảy. Hôm thứ bảy vừa rồi? Dạ. Hôm nay là thứ tư hả hay thứ ba? Thứ mấy rồi? 4 ngày rồi đúng không? Dạ. Được mấy ngày rồi? 4 ngày không con? 4 ngày, 5 ngày gì? Vợ anh bỏ đi từ đâu? Từ tại nhà trọ ở Cầu Đôi á, mà nhà trọ Băng Xuân. Nhà trọ Băng Xuân hả? Tại Cầu Đôi. Rồi hôm đó là hai chồng đi á, là vợ đi á, là nói đi chung với người bạn. Chở đi chơi một chút rồi về. Rồi thấy tới 10 giờ. 10 giờ rồi. Thấy vợ ông về đó, 10 giờ điện hai mấy cuốc không bắt máy luôn. Rồi tới 3 giờ giật mình, dây điện cũng 4 cuốc gì nữa đó, rồi cũng không bắt máy luôn. Qua tí sáng lại, sáng chủ nhật là điện không liên lạc được luôn. Rồi có người đã thấy rồi chở cái anh đó chở đi thôi. Mình có thể mình nói thông tin anh đó là được không? Được anh, nói đi. Chỉ thấy người đó chở chạy là chiếc ẹt 125. Chiếc ẹt màu đỏ, biển số 50 85. Còn Bình Thuận hả? Còn một người thấy nó chạy chiếc ẹt 150 màu xanh, bản số 62. Chỉ nhìn biển số trên thôi, dưới người ta không thấy rõ. Có nhiều đó. Vậy là hai xe. Dạ. Vợ anh là đầu tiên là với anh là chở nhau đi chơi. Không. Cũng như là vợ điện với chồng á là cho đi chơi với người quen vậy thôi. Thì mỗi lần đi á thì vợ đi cũng điện hỏi gì đó.
rồi là cứ là đi rồi cứ 9 giờ là 10 cao lắm 10 giờ về là điện bắt máy, còn giờ là điện không bắt máy được luôn, rồi chặn hết tất cả cuộc gọi luôn. Lâu lâu nó mở là mà mạng lên là điện điện không bắt máy, rồi đừng mở số lên thì điện cũng không bắt máy luôn, cứ nghe thôi rồi là không bắt máy rồi cỡ. Vợ anh đang làm công việc gì? Đang làm công ty. Còn anh? Cũng làm công ty luôn. À, chồng có chung công ty không? Dạ không. Không. À, anh làm là công ty của Đại Dũng. Còn vợ em làm công ty, mẹ làm công ty gì? Cái gì nhưng quên tên trời. Nói chung là công ty nó cũng gần đó. Thì công ty cũng gần chỗ Đại Dũng luôn. Hai vợ chồng mình là sống ở tại Long An lâu chưa? 8 năm rồi anh. 8 năm. Ồ, lên 2016 tới giờ. Vậy cũng lâu rồi ha. Dạ. Mình kinh tế có ổn định không? Dạ thì cũng được, cũng đủ sống. Hàng tháng về là mình có đưa tiền cho vợ không? Hay vợ có đưa tiền cho anh không? Đưa nhiêu lương nhiêu thì đưa về là đưa vợ hết. Em lấy đồng nào chứ lấy là đủ xài thôi. Còn nhiều đứa hết cho bà? Ừ, nhưng mà giữ. Hồi trước khi đi thì đeo được công dây chuyền 24, công dây chuyền 18, 4 chỉ. 4 chỉ. Rồi thêm mấy triệu tiền mặt gì đó. Cầm cả tiền mặt đi. Ừ, mà con nhớ cũng không có chính xác. Nó cũng dạy hỏi người ta. Rồi cái nó đi người ta điện nó không được, người ta mới điện lại báo cho tôi. Đó. Rồi giờ tôi nói giờ vợ tôi mượn nó không có ấy được. Nghĩ là nó hốt đi, tôi nhớ là nó hốt một chân hụi là 7 triệu. Rồi nó mượn người ta thêm 5 triệu nữa. Một chân 7 triệu, 1 triệu là được bao nhiêu tiền anh? Ông nó hốt luôn á là 7 triệu. Một chân hụi. Rồi là với nó mượn người ta thêm 5 triệu nữa. Rồi với tiền lương nó đâu nó lãnh ngay bữa thứ bảy đó, nó lãnh lương luôn là đâu là chúng mình cỡ 3 triệu đi, tính nói 3 triệu. Rồi hỏi đi chơi rồi là đi mất luôn đó. Trước đây vợ anh đã từng xin đi chơi hoặc bỏ nhà đi lâu không? Có xin đi chơi cũng lâu, vợ chồng công ty mà nó nhật xin đi chơi rồi anh cho em đi chơi với mấy người bạn gì đó, bạn gì đó nói, đi người nào cũng mang công ty cũng mệt thì cho chủ nhật thứ bảy cho nó giải trí. Thì đi mà đi thì cao lầm giống 9 giờ nó về rồi. Trước được. Là đi từ mấy giờ đến 9 giờ anh? Ừ. Đi từ mấy giờ? Trước thường đi từ mấy giờ? Đi là thường là tôi về 6 giờ rồi tắm rửa rồi mà nó đi là cũng cỡ 6 giờ rưỡi gặp 7 giờ. Đến là 9 đi, giờ. Đi 9 giờ công cho trong vòng 10 giờ trở lại là về. 3 tiếng hả? Ừ. 3 tiếng là cũng được rồi. 3 tiếng là ngon rồi. Vậy đó. Trời ơi. Thì cũng nhờ là vợ anh ở nhà là có hay gọi điện hoặc nhắn tin cho ai đó không? Đâu có tìm hiểu với thôi, người không biết chữ nữa. Ồ. Cũng đâu có coi trong cái tin nhắn được. Thế đôi khi vợ anh nhắn tin mà anh không biết nhờ. Dạ vợ em á thì cũng người không biết chữ nữa. Có hai chồng nữa ra là chữ vậy là không biết chữ luôn. Vậy là như thế này là chỉ có gọi điện trực tiếp hay đâu đó nói chuyện nhắn tin nào đúng không? Ừ. Vợ anh trong thời gian này có hay cầm điện thoại gọi điện cho ai không? Thì người ta cũng điện hoài đó, thì nói hỏi ai điện vậy thì nó nói người bạn trong công ty không à. Ồ, mình cũng nghĩ cứ bạn trong công ty là mình thua luôn. Ừ. Sao mình không hỏi là bạn tên gì, bạn ở đâu? Thì nó nói là một người thứ nhất là bà chị Phượng, chị Trang. Ừ. Ghi rồi... chắc là. Nhưng mà anh có nhìn thấy tên không? Hả? Có nhìn thấy người ta nó hiện tên hay hoặc nó lưu tên không? Không, nó số máy em vợ em mới có chứ em đâu cũng không có để ý cái vụ đó. Ừ. Vì vợ chồng mà em thì lo mặn thì không có suy nghĩ tới mà vợ mình đi tin tưởng đúng không? Ừ, tin tưởng rồi. Hôm đó là vợ anh đi là từ lúc mấy giờ? Xin đi từ lúc mấy giờ? Xin đi là 6 giờ 15 á. 6 giờ 15. Đúng rồi. Mấy giờ thì anh phát hiện rằng là vợ không về? Thì 9 giờ, thường 9 giờ là tôi gọi điện. Gọi điện là không bắt máy, là gọi 30 mấy cuốc. Ui giời, 30 mấy cuốc luôn hả? Ừ, không bắt máy luôn. Rồi tới 3 giờ. Bây giờ tôi điện nữa, 3 giờ rồi dụng mình như vậy thấy chưa về đó là tôi điện thêm mười mấy cuốc nữa. Ừ, là 4 mấy cuộc. Ờ, là không bắt máy luôn. Rồi đến lúc đổ chuông bình thường không bắt máy. Đến lúc anh sẽ nghĩ gì? Anh đang nghĩ gì? Lúc bây giờ là mình đang... Nó suy nghĩ chắc cái này đi đâu đi gì chứ không lẽ đi đâu mà điện không bắt máy. Ừ. Đó, rồi tới về tới sáng là điện là không liên lạc được luôn. Ừ. Rồi... Anh cho em hỏi là hai vợ chồng anh ở Long An ở phòng trọ hả? Đúng à.
mình còn ở với ai nữa không, trong phòng trọ đó còn ở với ai nữa không, lần hai vợ chồng không? Một lần có thằng em trai ở gần thôi chứ không có ở. Một lần có nhỏ, có nhỏ gái á, vợ này nè, bây giờ nó đám cưới rồi, rồi hai chồng nói thôi có đám cưới rồi, đứa con ra riêng đi đó. Đó chỉ có hai vợ chồng ở chung thôi. Dạ. Thời gian này là anh thấy cái tình cảm của vợ dành cho anh là có bình thường không, bất ổn không? Thì có nhiều khi thấy nó cũng hơi cọc cằn hơi, từ năm tháng nay, từ năm tháng trở lại đây thấy nó hơi cọc cằn. Mình cũng nói là vợ chồng mình tin tưởng nhau mình, nó hơi mệt rồi, mình nói cũng cọc cằn là thôi mình cũng bỏ qua. Thì sáng thì em thì sáng 5 giờ là thức rồi, là tại vì chúng là Dũng mà là 6 giờ là phải làm, thì 5 giờ rưỡi mới vô chứ tới trong xưởng. Vậy là thời gian gần đây khoảng 5 tháng lộn lại đây là tụi gọi là đầu năm á, đúng không? Đồ năm mới vừa rồi á. Dạ. Là thường là vợ anh kêu mệt. Ừ. Vì vậy cho đôi khi là hai vợ chồng mình cũng bỏ qua, mình thấy vợ thương vợ đúng không? Dạ. Thấy vợ mệt thì mình cũng không có tiếp xúc, không có giao, không có làm cái gì ấy, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế nói chuyện cọc cằn của mình thấy cũng như mệt thôi, mình thấy mình cũng thương vợ á. Mệt thì mình cũng bỏ qua, nó cọc cằn mình cũng bỏ qua. Trước đây năm trước là vợ anh có hay mệt bất thường như vậy không? Dạ không. Ồ, mà năm nay tự nhiên mệt. Ờ tự nhiên. Vợ anh sinh năm 84 hả? Dạ. Năm tư này 40 mà sao lại mệt hoài vậy? Vợ anh có đi khám bệnh bao giờ không? Thì nó than nhức lưng nhức giòi đó, đi cũng vô chùa mà chăm cứu nó mấy ông thầy ở chùa gần đó, chùa Lá. Ê, khổ rồi. Vợ anh này là có ý định rồi anh ạ? Dạ đó, em cũng làm chồng mà không có xúc cái vụ đó, cũng không có tìm hiểu tới sâu, nhưng mình tin tưởng vợ mình đâu có tin. Nhưng mà vợ anh thấy một người phụ nữ mà đang sống chung với mình mà mấy chục năm đúng không? Dạ. Mà đùng cái là kêu than mệt. Dạ. Thế là gần như khoảng 5 tháng lại đây là hai vợ chồng anh không gần gũi tình cảm đúng không? Dạ. Không, là 5 tháng rồi hả? Không được cũng, gì luôn. Cũng có gần gũi chứ không. Nhưng mà chắc lâu lâu thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà làm thì than thấy vợ mình than mệt thôi. Mà nay nó ngủ đúng rồi, cũng mình hơi chán, đúng khó chịu, cũng người mà mình thấy gì, thương vợ mình thì thôi mình cũng bỏ qua đi. Ồ, nhưng mà thực sự là không phải đâu. Dạ. Đến giờ phút này anh mới nhận ra đúng không? Dạ đúng rồi, mới nhận ra. Thì một mà nói chung á thì mình cũng không có biết vợ mình đi làm cái gì. Chỉ thấy là có người chở vậy thôi, chứ mình không biết không phải nó đi theo trai hay là sao, mình cũng chưa có được phát hiện được. Phát hiện được thì con đẻ rồi. Nếu phát hiện ra đẻ rồi, chưa phát hiện mà như vậy rồi. Thì vợ cũng... anh có khi nào ý định bỏ nhà đi không? Dạ không, từ nào giờ. Anh có làm gì sai với vợ không? Mình dạ, khẳng định là mình dạ có làm không, gì sai không? Không. Có đến đâu thì có hơi cục cằn thì làm mệt trời thì ưa nó hỏi nhiều quá thì hơi khó chịu, chửi đụng má đụng mẹ vậy thôi. Ồ. Chứ không có cãi gì nhiều. Trong vòng mấy tháng nay cũng không có cự luôn. Nhưng mà trước đây có cự không? Anh có chơi bời gì không? Dạ không. Cờ bạc gì không? Không. Em chỉ là hút thuốc chứ uống rượu thôi. Mà một tuần đó em làm á, chỉ là uống một ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Ngày thường cứ mạnh suốt. Mày uống rượu nhiều không? Uống cũng ít à, uống vài lon bia gì đó. Uống chơi đúng không? Ừ. Cao lắm là, uống cao lắm là 10 lon thì xỉn rồi. 10 lon thôi hả? Dạ. 10 lon em mày tắm một tuần. Lâu lâu mới uống, từng mới uống lần. Ồ. Chứ không có uống nhiều. Thế là vợ đi là vợ đeo trên người một công ty truyền 4 chỉ. Dạ. Và kèm theo khoảng mười mấy triệu tiền mặt. Dạ. Là cả tiền của mình, cả tiền đi rút hụi đúng không? Dạ. Và đến giờ phút này là 4 ngày rồi mất tích. Dạ, ra điện không được luôn. Trong 4 ngày đây là vợ anh có gọi về nhà cho các con anh không? Gọi nó không được luôn. Mà nó cũng không gọi mẹ ruột của nó, cũng không gọi luôn. Không được luôn. Ừ. Lâu lâu nó mở máy lần á là gọi là nó không bắt máy. Lâu lâu bà vợ bà điện lên đó, con tôi điện được đó. Rồi bà điện cho bà vợ, bây giờ nó dúi điện nữa, con điện cho vợ cũng được đó. Bà nói tôi, bà nói cũng là không điện được luôn. Vợ anh thời gian này có ăn mặc đẹp không? Nó cũng bình thường à, cũng không có sửa soạn gì nhiêu. Có son phấn gì không? Nào giờ thì cũng có cái vụ đó, từ nào giờ, từ hồi cưới tới giờ cũng mình làm trang điểm, rồi sức kem chống mình... nắng đồ vậy thôi. Thế cho nên mình cũng không nhận được đúng không? Không biết được đúng không? Yeah. Chỉ biết là cái tình cảm của vợ là dành cho mình là 5 tháng là nhạt nhạt. Yeah. Và vợ hay than mệt bất thường. Yeah. Đấy mình là những dấu hiệu mình bình thường rồi. Cũng không có để ý để nhiều, tại vì lên chảnh thì nó mặn, cắm đầu cắm cổ mặn, không mà đâu có để ý. Anh nói chuyện với vợ là mình có nói chuyện ngọt ngào không?
Khi cũng ít nói chuyện, khi mày tao thì nhiều, mà anh em thì cũng ít, cũng có anh em. Nhưng mà ít đúng không? Ờ, vui vẻ thì anh em là còn hơn mày tao luôn. À, đúng vậy, cái đó thì tôi công nhận là đấy, tôi có. Mình cũng có khuyết điểm. Dạ. Mình nóng, nóng mà ai chả có lúc nóng đúng không? Mình nóng nhưng mình bị kiềm chế. À, cũng chỉ vì mình nóng quá cho nên đôi khi là vợ mình nó nhận thấy là mình tính mình nóng quá, mình hay chửi bới. Mà ra ngoài thì thậm chí là những người khác người ta nói chuyện với vợ anh, bởi người ta đâu có gây chuyện với vợ anh chi vậy. Người ta nói chuyện với vợ anh, người ta nói chuyện ngọt. Đó, mà vợ anh nghe được những cái từ mà ngọt ngào, đôi khi là mình cảm nhận được là người này có tình cảm với mình. Vì như vậy đôi khi là cũng có thể là cứ từ từ tình yêu nó càng ngày nó càng mặn hơn, mà chồng thì nhạt hơn. Đến giờ phút này người ta đủ tầm rồi thì người ta rủ nhau đi luôn. Đó, nhưng mà cũng chưa hẳn là như vậy, chưa biết là anh thông tin này anh chia sẻ là có đúng không. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì mình cũng thấy người ta nói lại thôi chứ mình cũng chưa bắt tận mắt thấy tận tai. Hôm đó là xe hai chiếc xe chở. Một chiếc xe biển 85 và một chiếc xe biển 62. Đúng rồi, được mấy người ta thấy là chở đi chơi á, mấy bữa trước á. À, mấy bữa trước cũng có rồi. Ừ. Ta thấy vậy thôi. Nhưng người ta không dám nói với tôi. Mà tới mà gây cái chuyện bỏ đi rồi đó, người ta mới tới đó học tới học lui, người ta nói bây giờ tôi cũng không có tin được, tại vì tôi không có thấy tận mắt. Tại vì muốn gì mình phải, nó muốn nói gì với vợ mình á, phải thấy bằng mắt bằng tay á, cái đó là mình người chồng. Còn như mà thấy người ta nói ghen tư về quánh đập vợ con, không có. Anh bây giờ thực sự là anh nếu mà đúng như vợ anh mà đi như vậy, anh còn thương vợ không? Còn chứ, em còn đến nay kiếm tìm vợ về. Vẫn thương hả? Dạ. Mình nếu mà vợ về là mình có làm cho vợ buồn nữa không? Dạ không. Vợ về thì mình sẽ sửa tánh lại cho bớt nóng lại một chút. Mình nóng lại là không tốt. Thì rồi. Cũng đây nhờ cũng anh em với cộng đồng mạng chia sẻ giùm. Thôi em cái gì đó, vợ chồng thì cũng có phải dặn nhau thôi. Giờ em cứ về đi, cái gì anh sẽ bỏ qua cho em. Tiền bạc nếu hết rồi thì anh có. Tiền bạc mất đi mình sẽ có làm lại được. Còn vợ con mất đi mình cũng sẵn sàng mình kiếm được thiệt. Nhưng mà nhiều khi nó cũng có đâu có bằng vợ mình đâu. Vợ mình sống mấy chục năm rồi đúng không? Ờ, đúng rồi. Vợ anh những năm trước đây là có thương yêu anh chứ không? Có. Mà tự nhiên là không thương luôn hả? Dạ. Vậy là hai vợ chồng là cũng ngủ chung một giường nhưng mà không có làm gì hết. Đúng rồi. Nhiều khi thì cũng có thấy khỏe thì mình thì cũng có chứ không phải là không. Từng cũng có làm chứ không phải là không. Nhưng mà làm thì nó than mệt này, than nhức lưng này. Nói chung là không giống ai cả. Không giống như lúc xưa nữa. Nói chung là tình cảm như nó hơi lệch nhạt chút. Nếu mà mình tinh ý là mình phát hiện được. Tại vì mình cũng không có, mình người chồng nữa, mình cũng có bậy chỗ đó, mình không có quan tâm vợ mình nữa, cái chỗ đó. Với tôi mặn về thì mệt. Tại vì 5 giờ là thức mặn vô công ty, mặn tới 6 giờ chiều mới về. Thì vợ tôi nó đi mặn là công ty đó là 7 giờ rưỡi nó đi. 7 giờ đi làm. Vô công ty làm tới 5 giờ chiều là nó về rồi, về nó lo cơm nước tới 6 giờ mới về. Thì rồi bây giờ anh nói chuyện lớn tiếng anh. Anh thì nói chuyện làm sao để cho vợ anh nghe được. Vợ anh dù đúng hay dù sai thì vợ anh cũng quay trở về thì vợ chồng cùng bàn cùng thỏa luận. Rồi mà anh lên tiếng đi, anh nói chuyện sao để cho vợ anh nghe cho nó hợp lý. Thì em ơi, giờ vợ chồng á ai cũng có giận nhau, ai cũng có giận hờn hết. Giờ em cứ về đi, chuyện gì anh cũng tha thứ cho em hết. Tiền bạc mất đi á mình còn sẽ kiếm lại được. Rồi còn con cái nữa, mấy đứa nhỏ nó khóc quá trời luôn, rồi dưới vú, dưới là khóc. Mà kêu em hãy về đi, để cho vú khóc tí vú bệnh luôn rồi, mới về. Hoặc là em phải cho mở máy lên cho người thân liên lạc được, và em ở đâu, người ta đi ước cũng được. Vậy là em xin hết ạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi chào em trai, em là con rể hả? Dạ. Trong cái thời gian gần đây em thấy tinh thần hoặc là có mẹ vợ có gì bất ổn không? Mẹ vợ có kể chuyện với vợ em không? Dạ không.
Hoàn toàn là thấy có gì bất thường không? Dạ thấy mẹ hơi buồn buồn vậy thôi mà. Ừ, buồn buồn mà. Dạ. Buồn lâu chưa? Theo em nhìn nhận là buồn lâu chưa? Dạ cũng lâu. Buồn này là đôi khi là tình cảm nó cũng không được như trước rồi mới buồn buồn như vậy. Dạ. Nhìn mặt buồn buồn thôi chứ không có nói gì á. Còn đang suy nghĩ vấn vương gì đó, bây giờ bỏ nhà đi thế này thì cũng thương cũng nhớ. Dạ. À, nhưng mà thế nhưng mà đến giờ phút này con đôi khi là quyết định. Dạ. Là bỏ đi luôn đó. Ừ. Em mới nói chuyện sao cho mẹ em nghe được, mẹ em xem được, mẹ em suy nghĩ lại. Dạ. Ừ, để mẹ em về. Dạ. Mẹ ơi về với tụi con đi mẹ ơi, để ngái khóc quá trời, tụi nghiệp ngái. Em xin hết. Ừ. Hôm nay là con rể và cha vợ. Dạ. Để về đây mong muốn là nhờ anh em Trinh Dương tìm vào. Cái câu chuyện mà vợ mà nhạt nhạt, tình cảm nhạt phai ấy, nó không phải là bây giờ mới có. Những cái câu chuyện này nó thường xảy ra rất lâu và rất nhiều rồi. Nhưng rất nhiều người hiện nay chủ quan mà thậm chí không để ý, nghĩ là vợ mình hoặc chồng mình sống với nhau nhiều năm rồi, cho nên nó là bình thường. Nhưng đến khi mà chợt nhận ra thì mất vợ hoặc mất chồng, cũng như anh bây giờ cũng vậy. Nếu như anh phát hiện sớm, anh nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, ý định của vợ anh trong những tháng trước thì có thể là mình sẽ khắc phục và đã làm ra những, hoặc là mình sẽ trò chuyện tâm sự để hiểu được tâm tư nguyện vọng của vợ anh. Mình sẽ biết được là vợ đang cần gì, vợ đang thiếu gì, đúng không ạ? Chứ chưa phải người đàn ông chưa phải là đi làm và kiếm tiền mà đưa cho vợ không mà đã đủ đâu anh. Tiền nó nhiều khi là người ta không cần thiết đâu. Đó, đồng ý là cuộc sống là phải có tiền. Đó, nhưng mà trong có tiền đấy là mình phải đi đôi tình cảm, đôi khi là mình lâu lâu mình chở vợ đi cà phê hoặc là tối hai vợ chồng ngồi uống trà uống nước là ngồi tâm sự trò chuyện, mình kể chuyện vui buồn lẫn lộn trong cuộc sống là vợ đã hiểu mình nhiều hơn đó. Đó, có thể là mình căn dặn vợ thì vợ đã không bỏ đi, nhưng mà này giờ bỏ đi là chính thức là phụ nữ mà đã bỏ đi rồi là anh hiểu rồi. Phụ nữ người ta rất hiền, rất nhút nhát nhưng đặc biệt là rất bản lĩnh. Khi bỏ đi rồi bước chân đi là gần như là người ta quay trở về là cũng hơi bị khó đó, bởi vì không phải tự dưng một cái là một người ta bỏ đi đâu anh. Cái này có thể là buồn hoặc giận anh nhiều lần rồi, đến giờ phút này mà người ta mới quyết định như vậy. Rồi hôm nay anh mới lại con rể anh về đây nhờ anh em Trinh Dương ghi để đăng tin tìm vợ. Thì gia đình mình có đồng ý cho anh em Trinh Dương chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ đồng ý ạ. Em trai đồng ý tìm mẹ mẹ không? Đồng ý nha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện ra thông tin chính thức chị gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội nghiệp Trinh Dương Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên chị gái quay trở về với gia đình, đặc biệt là với chồng với con của mình. Dạ cuối video cho phép công trần trên thay mặt các anh em Trinh Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.